Cô xin chào các em, tiết tập đọc hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau học bài buổi học cuối năm. Bài buổi học cuối năm nói về thầy giáo và các bạn học trò tạm biệt nhau đầy tình cảm lưu luyến, có bạn òa khóc. Các em nghe cô đọc. Buổi học cuối năm, cả lớp tíu tít chuẩn bị cho buổi học cuối năm. Thầy giáo treo lên tường những bức ảnh ngộ nghĩnh thầy chụp chúng tôi, còn chúng tôi hí húi làm những chiếc túi bí mật của mình. Tôi đặt vào túi những gì tốt nhất mình đã làm trong năm. Thầy đặt thêm vào đó bản nhận xét của thầy. Đó sẽ là quà tặng khi cha mẹ chúng tôi đến dự buổi học. Thế rồi buổi học ấy cũng đến. Thầy giáo tạm biệt từng đứa chúng tôi. Mắt ai cũng đỏ hoe. Có bạn òa lên nức nở. Chúng tôi hứa viết thư cho thầy để thầy không thấy thiếu chúng tôi trong mấy tháng hè. Phỏng theo Amona, Vili, Hạnh Mai kể. Để đọc bài này được tốt hơn, cô và các em sẽ cùng nhau luyện đọc các từ khó đọc. Từ thứ nhất là từ tíu tít. Các em lưu ý tiếng tít là vần ít, chúng ta đọc là tíu tít. Tíu tít là các bạn học sinh đang bận rộn để chuẩn bị cho buổi học cuối năm. Từ tiếp theo là từ hí húi. Các em lưu ý tiếng húi có vần ui, mình đọc là hí húi. Hí húi là dáng vẻ cúi xuống, chăm chỉ làm việc. Từ tiếp theo là từ đỏ hoe. Các em lưu ý vần oe của tiếng hoe, mình đọc tròn môi, đỏ hoe. Đỏ hoe là mắt đỏ lên do khóc. Từ tiếp theo là từ òa lên. Các em lưu ý tiếng òa, mình đọc tròn môi, òa lên. Các em đọc lại các từ khó đọc: tíu tít, hí húi, đỏ hoe, òa lên. Sau khi luyện đọc các từ khó đọc, các em sẽ tiến hành luyện đọc câu. Ở đây có một số câu dài, cô sẽ hướng dẫn các em ngắt nghỉ. Câu thứ nhất: thầy giáo treo lên tường những bức ảnh ngộ nghĩnh thầy chụp chúng tôi. Các em sẽ ngắt nghỉ như sau: thầy giáo treo lên tường những bức ảnh ngộ nghĩnh thầy chụp chúng tôi. Câu dài tiếp theo là câu: chúng tôi hứa viết thư cho thầy để thầy không thấy thiếu chúng tôi trong mấy tháng hè. Các em sẽ ngắt nghỉ như sau: chúng tôi hứa viết thư cho thầy để thầy không thấy thiếu chúng tôi trong mấy tháng hè. Sau khi luyện đọc câu, các em sẽ tiến hành luyện đọc đoạn. Bài này cô sẽ chia thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất là từ cả lớp tíu tít cho tới buổi học. Đoạn thứ hai là từ thế rồi cho tới tháng hè. Sau khi luyện đọc đoạn xong, các em sẽ tiến hành luyện đọc cả bài nhiều lần. Tiếp theo, cô và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài tập đọc này. Câu thứ nhất, câu A: các bạn nhỏ chuẩn bị gì cho buổi học cuối năm? Các bạn nhỏ đã hí húi làm những chiếc túi bí mật của mình, đặt vào đó những gì tốt nhất trong năm, và thầy đặt thêm vào đó một bản nhận xét. Đó là những món quà mà các bạn sẽ tặng cho cha mẹ của mình. Câu B: vì sao khi tạm biệt thầy giáo, mắt bạn nào cũng đỏ hoe? Chọn ý đúng. Ý thứ nhất, vì các bạn buồn khi phải xa thầy. Ý thứ hai, vì các bạn không thể gửi thư cho thầy. Câu trả lời đúng là vì các bạn buồn khi phải xa thầy. Chúng ta sẽ chọn câu đầu tiên. Bài tập đọc này giáo dục chúng ta là buổi học kết thúc năm đầy ý nghĩa về tình cảm thầy trò lưu luyến khi xa nhau. Tiết tập đọc của cô đến đây là kết thúc. Cô xin chào các em.